lên rồi, một lữ một à, một lữ một anh em ơi, một lữ một, một lữ một anh em ơi, lữ bụng luôn, lại là lữ bụng nè. Con này cử thôi, tại giờ bây giờ đâu cần phải cà gam cà kéo gì nữa. Đây vip Sina mua dàn phan này đi nè, cho mày chạy nè, mượt mượt mà luôn nè, nè nè, cái bây giờ test cái dàn phan này nó nè, nó mượt như vậy thôi đó, nó mượt tới mức độ vậy thôi nè, nè không có dướng dắt chân nè, nhìn nè, không dướng dắt chân. Con này bây giờ mình không có còn mà mấy trăm mười gram gì nữa chân á, chạy gì mà chạy, một bự lử nó bự lắm, để mình né camera trên kia lại nè. Đây là Tatola Gen 2 à, đọt không phải đọt riêng nha, mình lấy đọt của hải sư tái Gen 2 mà đọt bóng. Con này thôi mình không khỏi cần đếm cà gam cà gáo cho mình lên, mà một phát lên bờ nè, lên bờ nè, rồi được chưa, một phát một chưa, mình giá cho nó bự bự thêm xíu lên bờ cho nó đã. Nhưng con này cũng cỡ 300 thôi, 300 đi rồi xong ha, dễ chưa, toàn bộ là ăn lưỡi bụng hết trơn, toàn bộ là ăn lưỡi bụng hết, không có lưỡi gì khác. Cá đây tiếu thiệt, quăng đây thì thở đây, mà quăng đây thì thở lại ngược lại. Quái. Quá đã. Quá phê. Rồi đó, đúng rồi. Mày cắt nhỏ 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 ra hiểu không? Cái ví dụ đường này ở đây, cái đường kế bên nhít nó khoai chừng mét, mét rưỡi, tạo thành cái cánh quạt vậy đó, mày mới gom đủ hết cái đường ở dưới. Rồi xong rồi nè, xong, xong rồi, xong rồi anh em, xong rồi, thấy không? Đó, xong. Con này mang ơi, vuột luôn à, vuột luôn, chưa chưa, để coi đâu, đóng nặng dữ lắm mà đâu phải vậy đâu, đóng nặng dữ lắm chứ không phải vậy đâu. Rồi còn còn còn, thấy không, đây còn 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 đây, con này phải không nè, cũng là lưỡi bụng nữa anh em ơi, cũng là lưỡi bụng nữa. Ủa đóng cái muốn chặt, đóng cái muốn chặt con ta luôn, cậu quét luôn rồi, thấy không, quá lực. Đây cái, đây là cái ngọn mà hệ sinh thái Tatola Gen 2 mà mình thích là nó vậy, đóng một kích binh nè, đỏ tay luôn nè, nè đỏ cái khía luôn nè, thấy không nè, nè đỏ cái khía tay luôn nè, và cũng là y cái này bạn ơi, nguyên một cụm lữ luôn rồi, nguyên một cụm lữ bụng là khép miệng con cá luôn ha, còn cái lữ đuôi là dính không tích ha, ngày kỳ sinh giờ. Bây giờ con này, con này nửa ký nè, một một phát nè, lên bờ nè, nè nhìn kỹ nè, chạy gì nè, nhảy lên, lên bờ nè, nửa ký không, được chưa.